pháp đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ tấn công nhà hát ở nga thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của pháp với tổng thống emmanuel macron trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết quyết định này được đưa ra sau khi tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Nga, bên cạnh đó là những mối đe dọa về an ninh mà nước Pháp đang phải đối mặt. Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp gồm 3 cấp, trong đó mức cao nhất được kích hoạt khi xảy ra một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài, hay mối đe dọa xảy ra một cuộc tấn công được đánh giá là hiện hữu cấp độ cao nhất này cho phép nhà chức trách pháp áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt như tăng cường hoạt động tuần tra của các lực lượng vũ trang tại những nơi công cộng như nhà ga đường sắt sân bay và địa điểm tôn giáo